Kính thưa quý vị, thì sau khi mà Xin đi dạy về thì có cái siêu thị Bách Hóa Xanh ở gần nhà Xin, nó đang giảm giá là 3 chai nước mắm chỉ có 40.000 thôi. Cho nên hôm nay với cái số tiền 323.000 mà Xin chuẩn bị để dư để mà thuê xe thì hôm nay Xin sẽ mua luôn. Bởi vì xe lần này là được có người chở cho nên là không có tốn tiền xe, cho nên còn 323.000 Xin sẽ mua hết cho cái tiền nước mắm này luôn nha cả nhà. Vâng, và bây giờ xin mời cả nhà hãy xem đây ạ. Năm nay thứ bảy chụp rất chắn.
bé ổ em ấy ăn hết trường á. Từ giờ để cho muốn con về con cái nào đúng là ăn thì để mọi loài nuôi xuống không thì là một số cái dạ. Vậy là chúng ta cũng đã kết thúc xong cái chuyến đi thiện nguyện ở mái ấm Thuyền Duyên lần thứ 2 rồi cả nhà. Xin cảm thấy rất là vui và xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các anh chị đã có lòng để ủng hộ cho mái ấm Thiện Duyên. Và một lần nữa xin sẽ đăng lên số tài khoản tại mái ấm để cho những ai mà nếu như muốn gieo duyên ở nơi này, quý vị cứ gửi thẳng vào số tài khoản của mái ấm Thiện Duyên cả nhà nhé. Và xin phép không nhận tiền cũng như là sẽ đi mua quà cho mái ấm, bởi vì sắp tới thì xin có những cái chuyến từ thiện ở khác, có thể là nó ở miền núi và ở Bình Phước trong tháng 4 này. Vì thế cho nên là số tài khoản của mái 10 ở đây, cho nên quý vị nếu như muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho mái ấm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số tài khoản của mái 10. Một lần nữa xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ xin nha. Và xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị và hẹn quý vị ở những chương trình tiếp theo. Xin chào, bye bye.